Đúng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 11, ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 qua mạng, nhà ga, tổng đài và các đại lý. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên rất ít người đến ga Sài Gòn mua vé tàu Tết, một thực tế rất khác so với dịp Tết Nguyên đán vào những năm trước đó. Cũng dựa trên cơ sở ngại tiếp xúc gần với người khác, mới đây thì Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa chào hàng dịch vụ mua nguyên cả khoang hoặc toa tàu với ưu đãi giảm 10% giá vé cho hành khách mua cả khoang và 15% giá vé cho hành khách mua cả khoang tàu. Nhằm hạn chế tiếp xúc với người lạ trong khoang tàu, hành khách đi tàu hỏa có thể mua luôn cả khoang hoặc toa tàu theo giá ưu đãi của ngành đường sắt. Cụ thể, một khoang giường nằm có 4 ghế, số tiền hành khách phải trả là tổng giá vé của 4 ghế trừ đi 10%. Một toa tàu tối thiểu có 28 giường, hành khách mua nguyên toa sẽ trả tiền cho cả 28 giường nhưng được trừ đi 15%. Trường hợp hành khách liên hệ đủ số người để ngồi kín khoang hoặc toa tàu, chính sách giảm giá 10 đến 15% vẫn được áp dụng. Trao đổi với VTC 14, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, sau 3 ngày mở bán, toàn ngành đường sắt đã bán được 28 khoang tàu. Đã có trường hợp 4 du học sinh vừa về nước bỏ ra hơn 10 triệu đồng để mua cả toa tàu 28 giường. Nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi hoặc gia đình có con nhỏ quyết định mua cả khoang tàu từ 4 đến 6 giường để đảm bảo không tiếp xúc với người lạ. Doanh nghiệp kỳ vọng hình thức mua nguyên toa tàu sẽ thu hút nhiều đối tượng hành khách, trong đó có những người cần cách ly hoặc những đoàn khách du lịch muốn có không gian riêng. Bên cạnh việc được sử dụng nguyên toa, nguyên khoang, hành khách còn được bố trí khu vực ngồi chờ tàu riêng và lối đi riêng để lên tàu, hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc với người khác. Cùng với việc giảm giá khi mua cả toa tàu, ngành đường sắt cũng áp dụng chính sách giảm giá khi mua vé từ sớm. Năm nay, đường sắt mở bán số lượng vé tàu Tết ít hơn so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc giảm số chỗ giúp cho doanh nghiệp có thể đưa các đoàn tàu chất lượng nhất vào sử dụng dịp Tết. Lịch tàu Tết năm nay bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2.